ho do thay đổi thời tiết, viêm phế quản, làm bé mệt mỏi và hay bị nôn chớ. Đã có Siro Ho Mẹ Rút với cao lá tường xuân, dịch ép quả tác đường phèn và các chiết xuất từ thiên nhiên giúp bổ phế, long đờm, giảm ho, giảm nôn chớ khi ho. Sản phẩm này không phải là thuốc mà không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.